đầu vào cái món đầu tiên là món chè bà ba. Chè bà ba phần đậu xanh thì chúng ta đang ngâm rồi. Thì bây giờ khoai lang, chúng ta có 3 loại khoai, là khoai tím, khoai lang và khoai mì. 3 loại này các bạn gọt bỏ ra hết và chúng ta sắc cục, sắc hạt lựu á. Cái bề ngang của củ khoai lang và khoai mì chúng ta sẽ cắt khoảng 0,8 cm, tức là gần gần 1 phân nha. Riêng cái khoai tím, cái khoai tím thì các bạn cắt nhỏ hơn một chút xíu, tức là chỉ khoảng 0,5 cm thôi. Và tất cả đều cắt cục. Cắt cục ra tới đâu, ngâm ngay vào trong nước tới đó để nó không bị đen. Một bạn nào đó đang cắt khoai thì cái bếp chúng ta đang trống, các bạn sẽ đặt lên bếp, các bạn sẽ nấu đậu xanh. Phủ nước cốt các bạn khui ra, các bạn vớt riêng ra cho tôi cái phần nước cốt dừa, các bạn vớt riêng ra 300g nước cốt dừa. Chúng ta sẽ nấu trong vòng 40 phút với lá dứa. Sau khi các bạn cắt xong khoai lang và khoai mì thì thay vì hấp để cho nhanh thì các bạn sẽ luộc chín khoai lang và khoai mì đó. Chín hơi sực sực, không cần chín kỹ nha các bạn. Và chúng ta sẽ bắt đầu qua cái giai đoạn mà chúng ta lăn bột năng phần khoai tím này. Các bạn vớt khoai tím ra, chúng ta để cho nó ráo. Các bạn kiểm tra cái khoai tím là thử coi khoai tím nó phải còn độ ẩm nha, chứ nó không có khô queo nha, nó còn hơi độ ẩm. Bây giờ các bạn sẽ lấy 30g bột năng, các bạn không rắc hết bột năng vào, dùng tay bóc một ít bột năng bún đều vào, sau đó dùng tay trộn hết lên. Thêm bột năng vô em, cũng ướt quá, thêm bột năng vô. Cái khoai của mình nó chưa ráo, nãy giờ mấy em bỏ trong chén á, bỏ vô cái rổ rồi xóc lên cho nó trắng hết cái bột, cái khoai, rồi em mới cho bóc cái khoai vô đây. Khi nó đã trắng hết cái bột năng rồi, các bạn bóc cái khoai tím ra một cái dĩa khác. Rồi khi bóc ra được cái dĩa rồi, bây giờ các bạn sẽ lấy một cái chén nhỏ, mình bún nước, bún nhẹ lên trên cái phần khoai vừa mới áo, bún nhẹ cho nó hơi ẩm một chút xíu để mình chuẩn bị áo lần hai. Dĩa khoai tím của mình khi áo bột lần hai, các bạn phải thấy cái bột nó dày hơn cái lần một nha, phải thấy nó dày hơn rồi. Và bây giờ các bạn tiếp tục lần ba, các bạn lại lấy cái dĩa này, lại lấy cái chén nước hồi nãy và mình lại bún vào, em làm này. Các bạn lại bún vào khoảng 4 hoặc là 5 lần nữa để cho nó hơi ướt cái khoai. Mình làm từ 3 cho đến 4 lần, các bạn làm càng nhạt dày thì cái lượng bột nó sẽ càng thấm. Thế bạn nào hết bột thì các bạn lấy cái bột dư mà hồi nãy nó nằm ở trong mấy cái dĩa mà mình bóc qua đó, các bạn lấy cái là lại bỏ vô. Và hiện nay đến lần thứ 3 rồi thì các bạn là thấy cái củ khoai tím của mình nó đã áo bột năng rất là dày, nó hầu như không thấy màu tím phía bên trong nữa. Nếu bạn nào đến giai đoạn này mà vẫn còn bột, mình lại tiếp tục bún nước và cho thêm bột lần thứ 4. Và đến lần thứ 4 là thôi dừng lại được rồi. Sau khi mà các bạn đã áo xong cái phần bột năng của khoai tím, bây giờ các bạn sẽ đặt một cái nồi lên bếp. Chúng ta chuẩn bị hoặc là lấy ngay cái nồi hồi nãy mình luộc cái khoai mì với khoai lang á. Nếu bạn nào chưa đổ cái nước nó đi thì sử dụng cái nước đó để mình luộc khoai tím. Các bạn đặt một cái nồi nước lên bếp và chuẩn bị để luộc khoai tím. Thì chúng ta đã rắc bột năng vào khoai rồi nha. Ở đây tôi có ghi là lượng bột năng là 30g. Giai đoạn thứ hai không có trân châu. Món này thì khi tôi nấu thử là tôi sử dụng trân châu đen để cho nó có cái đặc biệt cho món ăn của mình. Nhưng mà vì siêu thị của chúng ta không có bán trân châu cho nên chúng ta đổi lại là chúng ta làm bột bán. Cái bột năng mà thả vô nước lạnh là nó bị tan, nó rã hết bột năng. Cho nên các bạn đặt một cái nồi nước lên để nước thật sôi. Mình thả khoai tím vào và cái khoảng thời gian chúng ta thả khoai tím này chỉ có 3 phút thôi. Khi nước sôi các bạn thả khoai tím vào thì nó vừa sôi nhẹ lên trở lại, các bạn dùng cái đũa các bạn đảo thật là nhẹ nhàng nha. Và các bạn để cho đến khi các bạn thấy cái bột ở bên ngoài nó hơi trong trở lại. Lúc này mình nhìn vô mình có cảm giác giống như là bột năng nó bị rớt ra hết rồi, nhưng mà không có, vì bột năng nó trong á. Cho nên bột năng nó trong lại thấy cái cục khoai tím là đường rồi, và các bạn bớt ra các bạn ngâm vô nước lọc. Thì nếu mà đậu xanh nó đã mềm nát rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho khoai mì và khoai lang vào chung với lại cái nồi chè. Thấy nó cũng đã mềm rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái khoai tím vào. Khoai tím cho vào xong, khi nó đã trong hoàn toàn cái khoai tím thì mình lại tiếp tục cho đường và muối vào. Khi các bạn thử cái phần khoai tím nó vừa mới hơi chín sực sực, không có cần chín kỹ đâu, chín sực sực là được rồi, thì chúng ta mới bắt đầu cho bột khoai vào. Nếu mà bột khoai chín luôn rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái phần nước cốt dừa vào.
các bạn cho vào khoảng phân nửa cái lượng nước cốt dừa. Ở cái quận nào mà người ta thường hay ăn nhạt là cỡ này nó vừa rồi. Rồi theo tôi nó là vừa. Nhưng mà ở trên đây các bạn nếm thử thì một số bạn uống cho nó ngọt hơn một chút xíu nữa, thì cho nên tôi tăng cái định lượng lên thêm 10 gram đường nữa thôi. 10 gram thôi, tức là thêm khoảng chừng một canh đường nữa thôi. Sau khi các bạn nấu xong nồi chè bà ba, chúng ta cho bột bán vào rồi thì các bạn tắt bếp và chúng ta để đó để mà mình chuẩn bị mình múc ra mình bày ra.